Anh em có nhu cầu mua league dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shop league rẻ 24h.com. Ok nhá, làm một trận VKS nha. Slipper này. Tan 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 tan. Yoris. Em cũng thế hả? Em cũng delay con lằn giống anh. Hello Tiến nhá. Gặp ông mấy lần ở 1.13 toàn ăn hành á. Phải không? Đấy là người anh em chắc là nhường tôi đúng không? Thấy tôi livestream nhường tôi đúng không? Chà. Hello Thành Nam nhá. Ú hòa. Ú hòa anh dài. Ú hòa em dài nhá. Cáo là còn ăn chay, cáo là còn ăn chay à? Trời ơi. Em mới lấy con ác 3M5 hả? Ở trên shop của anh hả? Ác 3M5 à? Thế mà không bỏ anh lấy hộ cho. Thế không bỏ anh lấy hộ cho để để chủ shop biết là mình bán được chủ shop biết mình bán được nhiều lít để chủ shop tăng lương hiểu không? Đang gạo chủ shop tăng lương. Khả năng phải gạo chủ shop tăng lương anh em ạ. Úi giời ơi. Ô. Sao sao súng yếu thế nhỉ? Ô con này không chết luôn à? Sao lại được có 69 máu ta? Mày cứ ăn thì thôi. Em không yêu ơi. Ơ thằng này có A đúng không? Ơ kìa, tham gia hội viên đi chứ, anh em đăng ký hội viên đi chứ. Chúng mày không đăng ký là nó mất cái ấy đấy, mất cái chỗ hàng người tham gia. Đăng ký hội viên đi. Có M200 VIP, Barret VIP, Barret cá mập VIP, K98 thống xoái VIP. K98 VIP ấy hả? À K98 thống xoái, mày đánh 4, VIP 4 in game hả? Cũng được. 3M5 rút thẻ ma phát là hello Jin Nguyễn nhá. Được rồi, anh em thích thì mình chiều thôi. Bây giờ nhá, bây giờ tôi nhắm mắt tôi bắn nhá, xong anh em chỉ tôi đi hướng nào tôi đi hướng đó nhá. Bây giờ nhắm mắt đi này. Bây giờ anh em chỉ tôi đằng trước có địch, đằng sau có địch thì anh em cứ chỉ nhá. Trời trời trời, nó ngồi nước nó kì luôn chứ. Đăng ký hội viên như thế nào hả? Anh em nhìn thấy cái chữ tham gia ấy. Là anh em kích nó vào là tham gia được nha. Làm anti vui hơn hả? Rút lại bán hẻm A này. Bên mình ít người đấy nhở?
Hẻm bê đông à? Nhất quyết không C4 luôn hả? Ui. Đéo thèm C4 luôn, nó đông người hơn nó không thèm C4 luôn. Hello Vĩnh nhá. Còn slot em. Và tự do 1-13 phòng 14. Đồng ấy, đồng ấy. Ui giời. Mẹ à, sao con này, sao bọn nó bắn ghê mà sao con này bắn yếu nhỉ? Ấy giờ em, anh bắn mấy viên là yếu rồi đấy. Toàn 7 mấy, 6 mấy máu à. Cảm giác bọn nó bắn toàn viên 1 không mà mình bắn toàn 8 mấy máu. Ồ, có hội viên mới kìa. Đâu, hội viên mới đâu, thằng Vĩnh là đang, Vĩnh đăng ký hội viên đâu cho em? Vĩnh này như là đăng ký được một thời gian rồi chứ. Chúng mày cũng được á. Rút ác đấy. Đổ má lại đéo chết được. Trời ơi, đổ mẹ cái súng này. Sao mà nó bắn ghê vậy? Sao mình bắn như bìu vậy? Hello Boca nhá. Nó phải có bí quyết gì nó mới bắn được cái khẩu VK này một viên đấy nhở anh em nhở. Ủa có top đun lết kìa, lay mới thấy luôn. Ơi lay mới làm luôn. Thằng Đạt hôm nó bảo là ồ có nhiều thằng nó slap á, toàn viên 1 không à. Mà rất ít khi là bắn yếu nha. Nhưng mà mình bắn toàn yếu mà. Nãy giờ bắn yếu rất là nhiều phát rồi đấy. Bắn yếu ít ra phải, nãy giờ phải bắn yếu được khoảng độ bộ 6 phát rồi. Ôi lúc B. Trời ơi con thằng Đức B luôn hả? Đức B, Đức B, Đức B. Hello Hải Khánh Lâm nhá. Anh đang ở tự do 1. Tự do 1 kênh 13 phòng 14. Trời ơi toàn đến toàn 5 mạng rồi mà không win được kìa. Hello Long Mạnh nhá. Nick ấy hình như mất rồi sao? Mic nick ấy hình như không còn sao? Trận này 5x hello hiệu Tam Hoàng nhé, làm gì có 5x được, khó lắm. Ôi giời ơi, còn dốc nước nữa kìa. Thôi đủ. Tem kia nó bắn được, vãi xưởng à. Ây da.
Đây chủ 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 shop nhắn tin, chủ shop nhắn tin. Ơi vợ. Hay quá, hay quá. Trận này làm ích nhá. Trời. Khi nào giảm giá VIP anh nhỉ? Ngày lễ ngày Tết nó mới giảm giá em. Bình thường ở đâu có giảm giá đâu. Thằng đàn đâu nhỉ? Nó vào nó bình luận cái cho nó có con. Thằng đàn nó vào nó bình luận cái cho nó kiểu nó có mặt hơi hiểu không? Xong nó lại lượn đúng không? Đàn đâu em? Thế không có Discord à? Có chứ. Có Discord chứ. Full tem rồi, giờ em ngồi hóng à? Trời ơi, qua đây thủ hả? Trời ơi, mấy thằng này qua đây thủ là sao ta? Ui rồi ơi, thủ hết cầu A rồi, thôi chết mẹ quả này ăn hành luôn rồi. Chết rồi, còn lại anh hành nha anh em. Ui căng vậy. Mấy này bắn căng vậy. Hello mèo hoang nhá. Hello hùng nhá. Mẹ 81 máu ạ. Trong B1. Thấy tên ác em chiến chưa? Em chơi ác nào? Ủa tại sao có mấy thằng nó không cầm súng với anh? Nó bị lag em ơi. Nó bị lag ấy. Em cầm bình miết mà nó trôi trên anh không thấy rồi. Bậy rồi. Nghe chừng có vẻ căng nè. Căng cực, căng cực, căng cực. Ôi trời ơi, em đạt hội viên rồi. Cố lên anh em, trận này 5x.
Cố lên anh em ơi. Hello Công em. Hello Hoàng Nguyễn nhá. Ok em ơi, vào trễ cũng được, trễ là được rồi. Unbelievable. Được anh em. Bên anh lực quá. Tại bên anh lực quá, mà mỗi mình anh bắn nó có gì đâu mà lực. Trời ơi, mày bảo bên anh lực quá, lực cái gì vậy trời. Ui, xuống nước B rồi, nước B, nước B. Lại trận này 6x, vừa bỏ 5x xong trận này lại 6x. Mày tính kiểu gì mà ra 6x được em? Để em ban nó phát ban ai. Mới ngày nào VKS 35 kin xong giờ lên tay ghê. Nghe không? Ra lấy chả thấy em chức cho kèo hay gì cả. Chức cho kèo đi. Ừ. Ừ, ai đấy sao lại lắm hội viên này? À, đạt là hội viên mới. Căng quá. Ủa, mà căng này chơi sao trời? Ủa, mày đéo ai canh hành năng. Canh HL cho anh đi. Một mạng nha anh à, thằng 113 đúng không? Thằng 113 đúng không? Quá nó giết mình đâu còn đếm mạng cả anh em ạ. À. Sợ thế chứ lại. Thế là thằng Đạt rồi là xóa đi em bà sao thế hả? Hello Hải Đỗ nha, chưa hết mùa danh C4 thì chưa anh ơi. Phải đến mùng 7 tháng 6 nha anh trai ơi. Mùng 6 tháng 6, chuẩn ra thì là mùng 6 tháng 6. À, thằng Khánh Đâm đúng không? Ok này, Khánh Đâm này. Anh đố mày ra hành nào mày bắt anh bắn nữa đấy. Anh đố mày ra đấy. Bàn là phải vĩnh viễn mới vui đấy. Phải không? Ui. Thấy đâu nhỉ? Cầu qua mẹ rồi. Cố lên anh em. Anh tấn đối em bắt anh cái nữa, em bắt anh 3 lần thôi 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 điểm em dài ạ. Mày cứ thế thôi. Trời ơi, kìa đông thế trời. Không trả lại căng căng thì được 5x anh em ạ. Căng thì được 5x còn không thì không được. Sắp 5x rồi. Sắp 5x rồi à. Double kill. Multi kill.
Ui trời ơi, sao không bắn trượt tao đi trời. Sao mày không bắn trượt tao đi để tao làm quả 5x trời ơi. Hello tiêu dao nhá. Xe 2. Không không giờ điểm vàng là em đi ngủ anh ơi. Cái gì đấy em, vừa mới like xong đã đi ngủ rồi. Mày mới ra viện mà em. Nằm xem đi còn gì nữa. Hồ Điệp like đấy. Đấy Hồ Điệp like. Ơ kìa, là nhưng mà sủi tí tí với mày sủi anh sủi luôn đấy. Kéo với công công sở sủi luôn đấy, anh sủi luôn anh kéo ơi. Má chưa gì đã dọa sủi rồi. Được thế nhở. Hây ô. Giật cả mình. Nào. Thôi liếm cố liếm 3 kill nữa là đẹp anh em ạ. Quả đấy nhở, nhé yeah, không phải làm hai thằng quả đấy nữa rồi, là 58 mạng rồi, tức thật sự chứ, cái pha nó không ra đạn chứ, bực ghê, thả nó đi, 60 kim, thả, ừ, hụt tay anh à, này à, 6x đây rồi, 6x. Sáu ít được không? Khó nha. Bé cái thằng ăn chay này nó đứng đây canh mình me mình à. Đéo được 6x rồi. Đéo được 6x này em. Đi phải đéo được 6x rồi anh em ơi. Có lên. Cover me, cover anh. 60 kim của anh. Thả chung kết bắn hấp dẫn, thả chung kết thua em. Khó nhở mẹ. Phí quả đáng ra là anh phải được ăn 2 kim và lấy rồi. Mẹ sao mình bắn nhiều lúc mình bắn vội vàng thế mà bọn kia nó bắn đéo mít nhở. Nó bắn mít một viên thôi, có phải là nó, anh em nó tình cảm đi lên không? Nó bắn toàn bắn trúng mình không à. Hay nè. Qua vờ lướt và nước. Đấy, anh chạy nước đi em qua hành lang à. Ok rồi. Mà sợ bọn này nó xuống nó mè nước mình thôi. Chết mẹ rồi, lại đứng nhà canh xe chứ. Chết mẹ, khả năng chung kết thật đấy anh em ạ. Thôi đéo được 6x rồi. Thôi win đi anh em ơi, thua đấy. Hello Tuấn Anh nhá. Chung kết thật đó hả? Ý mẹ bọn kia nó đứng ở xe đông quá. Đi B anh đéo được mà đi nước lên A đéo được. Càng thấy nhỏ.
Nước B. Ơi trời ơi. Cố lên anh em, cố lên anh em, đừng có để thua, đừng có để thua. Chết mẹ rồi, toang rồi, toang rồi. Chết mẹ, thua thật. Thua thật. Thua mẹ rồi. Thua mẹ rồi, em bây giờ làm nào giờ? Chúng mày đéo đục được. Súng này có một tâm mà lại còn đéo đục được luôn anh em. Chết mẹ luôn. Mẹ. Thua kìa. Mà này bắn tệ quá, chúng mày có vừa tệ quá các em ơi.